Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái ghế là BX004D của bên mình, và cái ghế BX99 cũng là công ty mình sản xuất luôn nha. Có một anh đó nhắn tin về công ty mình đó, hỏi anh ơi review dùm em ghế bật ngã sao mà yếu quá, với lại là em sẽ review để cho anh đó hiểu, cũng giống như em sẽ giới thiệu, cũng như em sẽ so sánh ghế mình nên mua ghế nào và không nên mua ghế nào, và ghế nào nó tốt hơn và chất lượng hơn, và giá cả nó vì sao giá cả ghế này nó lại mắc hơn ghế này. Đi vào chi tiết nha. Đây, đầu tiên á, ghế BX004 của bên em á là nó sẽ kết cấu quăng da xịn, cũng như là gác chân của nó sẽ là gác chân hai bậc nguyên khói nha, gác chân của nó nguyên khói, và tay á là sẽ là tay sơn tĩnh điện xi đen nha. Mâm của nó cũng vậy, mâm của nó là mâm xi đen luôn, và ốp bơm rất là bự nha, bảo vệ cứng lắm. Đây, ghế là ghế BX004D nha anh em. Ghế này thì bên em bán là giá rất là cũng ok nha, giá cũng rất là rẻ, nhưng mà ghế này thì nó sẽ rẻ hơn nha anh em, giá này rẻ hơn. Và mình sẽ nói chi tiết về ghế này. Ghế này thì nó cũng như ghế bên đó, nó sẽ nâng hạ, nó nâng hạ cũng như ngã. Đây, nâng hạ mình sẽ nâng hạ nha, nâng hạ cũng lên. Đây, trước tiên mình sẽ nâng hạ đi. Đây, nâng hạ cho anh chị em xem nha. Đây, mình sẽ nâng hạ đi, mình sẽ ngã. Ghế này nó sẽ kết cấu ngã của nó mình sẽ giới thiệu sau nha. Bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết của cái ghế nha. Vân da của nó thì cũng giống như bên đây, và gác chân của nó là gác chân cố định nha anh em, gác chân cố định không có bật ngã lên được nha. Còn ghế đó gác chân là mình sẽ hoạt động được, gác chân được, mình sẽ lên gác chân được, khi mình nằm ra sẽ thoải mái nha. Ghế này mình nằm thì nó sẽ thoải mái nha anh em, nằm đây thì nó rất là thoải mái. Đây, và cái này là điểm quan trọng để cho các bạn biết ghế nào bền hơn nè các bạn. Thứ nhất á, ghế BX004D á bên em làm khung sườn rất là chắc chắn nha. Đây là em sẽ quay hàng tháng hết nha. Đây, mọi người sẽ hiểu, có nghĩa là ghế BX004D bên em kết cấu khung sườn sắt sơn tĩnh điện, có nghĩa là khung sườn này là em đã kết cấu với khung sắt ở trong phần lưng, nó rất là cứng cáp nha, và độ bền của nó có thể lên 5 hoặc đến 10 năm nha các bạn, xài xịt không suy nhê, không hư nổi, không bao giờ gãy nha, không lúc lắc nữa, ghế rất là cứng cáp. Còn những ghế á, mà anh chị em mua ghế á, anh chị em nên thắc mắc vì sao mình nên mua ghế bên đây và ghế bên đây, và có thể ghế bên đây thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn nha anh chị, vì cái độ bền nó không bằng bên đó. Thứ nhất á, là nó không bằng, vì sao nó không bằng, thứ nhất là kết cấu của nó là chỉ là như vậy thôi, kết cấu của nó như vậy nè anh chị em. Đây, đó là cái phần lưng này là nó chỉ bợ ở ngoài thôi, nó bợ cái lưng này vô thôi, nên vì thế là nó sẽ không bằng cái lưng này nha anh em. Anh em kỹ giùm em nha, đó, nhưng mà các bạn xem kỹ giùm em, là có nghĩa là cái ghế này là kết cấu của nó ở trong rồi là sẽ chắc chắn sẽ cứng hơn. Còn bên đây á thì kết cấu của nó chỉ có một thanh sắt thôi, thanh sắt này á là nó sẽ bắt ở đây, nên cái kết cấu ghế này á thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái này nha anh em. Độ chắc chắn của nó thì nó cũng không bằng ghế bên đây, vì thế là vì sao mà anh chị em mua ghế á, thường anh chị em á, tôi nhắn tin bên shop em, không biết mua shop nào không biết, nhắn tin bên em á, hỏi á, là ghế á, là như thế này thế kia, là ghế á, là như thế này, và cái phần lưng này nha các bạn, cái phần lưng này nè là lúc nào á, là nó cũng lên đây nè, nó chỉ có một cây một thôi. Mình sẽ nói để cho các bạn hiểu nha, vì sao ghế mà các bạn nên mua, các bạn mình cũng khuyên các bạn luôn nên mua ghế như này nè, thà nó mắc hơn, nó mắc hơn vài trăm à, nhưng mà chất lượng mình xài có thể 5-10 năm. Tại vì sao? Tại vì nó kết cấu nữa các bạn, nó kết cấu ở trong sườn này rồi, là các bạn xài không bao giờ sợ nằm ra mà nó sẽ gãy. Còn ghế này nè các bạn, nằm thời gian là nó sẽ bị nó bị yếu, có thể là nó bị gơ, nó sẽ bị gơ cung gơ. Lúc đầu mình xài các bạn năm đầu thì bình thường, có thể là 2 năm trở lại thì nó sẽ bị rơ, là nó sẽ, nói chung là nó sẽ bị rung đó. Nó sẽ, nói chung là độ bền nó sẽ không bằng. Em là người bán hàng có tâm lắm, có sai review vậy để cho anh chị khỏi thắc mắc, cũng như anh chị muốn mua cái sản phẩm nào tốt để mà bên em bán cái sản phẩm đó. Tại vì bên em bán sao là bên em nói vậy rồi, không bao giờ mà bên em nói
đánh giá ghế thì cũng đã nói xong rồi. Và video thì các bạn nên cân nhắc những cái ghế nào mình định mua, và mình phải nắm được cái thế ghế nha các bạn. Còn ghế bên mình á, mình là người làm cái ghế thì mình biết, ví dụ mình biết cái ghế như vậy nè, cái ớt ở trong này khi mà kết cấu ở trong này cứng cáp thì mình sẽ nói để cho các bạn biết, thì các bạn mua để cho cái sản phẩm nó tốt, các bạn xài được lâu năm. Chứ nhiều khi mấy bạn không biết, mấy bạn ưa mua những cái sản phẩm như vậy. Cái sản phẩm bên này, bên ghế bên này là bên mình cũng bán, là bên mình cũng sản xuất luôn, là ghế như vậy nhiều khi xài được 3 năm 4 năm là nó sẽ bị gơ, hoặc 2 năm nó sẽ bị gơ, nhiều khách hàng nó sẽ nói này nói kia đó. Đây, video đến đây kết thúc nha các bạn.